Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vụ việc xuất phát từ sự mất tích kỳ lạ của hai cháu M và L vào tối ngày 3 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, hàng đêm dẫn theo 4 con của mình, lớn nhất 10 tuổi và nhỏ nhất 9 tháng rưỡi đi theo bán kẹo cho du khách ở phố đi bộ để kiếm sống. Tối ngày 3 tháng 4, trong lúc bán hàng, chị Chi gặp người quen cách đó 100m nên để 4 con chăm nhau. Ít phút sau, chị Chi quay lại chỉ thấy 2 con, còn M và L đã biến mất. Chị Chi nháo nhào đi tìm. Một số người dân nói rằng thấy hai cháu gái dắt nhau đi vệ sinh gần đó và chỉ hướng đi của hai cháu nhưng chị Chi tìm không thấy. Được biết, người chồng rời mấy mẹ con chị Chi cách đây không lâu và năm mẹ con quen sống cạnh đường phố về đêm nên có nhiều thông tin về sự thất lạc của hai cháu. Có người cho rằng người cha ruột của hai cháu đã bí mật tiếp cận dẫn con đi để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, chị Chi mới trình báo công an phường Bến Nghé, quận 1. Xác định tính chất nghiêm trọng nên vụ việc được báo cáo công an quận 1 và ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và báo chí đã đăng tải nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai cháu gái mất tích kỳ lạ giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương vào cuộc, chạy đua với thời gian bằng mọi giá tìm thấy hai cháu một cách sớm nhất. Giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ vào cuộc phối hợp cùng công an quận 1 để nhanh chóng truy tìm hai cháu. Công an đã trích xuất nhiều camera ở các hướng xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường xung quanh, nhận diện được một phụ nữ trẻ có nghi vấn tiếp cận hai cháu. Trưởng công an quận 1 cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc công an thành phố, hơn 200 cán bộ chiến sĩ của công an quận 1, phòng cảnh sát hình sự đã được huy động vào cuộc. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera ở nhiều địa điểm, lực lượng công an đã xác định rõ hai cháu đi theo một người phụ nữ trẻ. Lực lượng công an tập trung rà dựng lại quá trình di chuyển của người phụ nữ này cùng hai cháu để khoanh vùng. Được biết, nghi phạm còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận hai cháu ở một khoảng cách nhất định để dụ dỗ. Người này thoát ẩn thoát hiện, lúc thì đi bộ dẫn hai cháu nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa hai cháu di chuyển. Dù dấu vết mờ nhạt, việc dựng lại quãng đường di chuyển của hai cháu và nghi phạm rất khó khăn. Đó là chưa kể động cơ vụ bắt cóc chưa rõ ràng, hai cháu có khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này, hơn 200 cảnh sát ngày đêm lần tìm các manh mối, chạy đua với thời gian, quyết tâm truy tìm ra tung tích, sớm giải cứu các cháu. Lực lượng công an đã khoanh vùng được địa điểm giữ hai cháu là khu chung cư cao cấp Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, đồng thời xác định nghi phạm là người phụ nữ trẻ Phạm Huỳnh Nhật Vi. Khi đã chắc chắn hai cháu đang có mặt trong căn hộ của nghi phạm Vi tại tầng 10, tòa tháp Ruby khu Saigon Pearl, 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã ập vào giải cứu và tiến hành tạm giữ nghi phạm. Vụ giải cứu thành công chỉ sau 42 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo về vụ mất tích. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự cho hay, qua điều tra xác định nghi phạm Vi đã tiếp cận hai cháu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối ngày 3 tháng 4, dùng thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ các cháu. Vi dẫn hai cháu đi bộ qua nhiều con đường, từ quận 1 sang quận 8, rồi bắt taxi công nghệ đưa về căn hộ ở khu Saigon Pearl. Tại đây, Vi tiếp tục dụ dỗ bằng thức ăn để giữ hai cháu lại, khiến cả hai không phản ứng, quấy khóc, cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu. Trung tá Dũng thông tin, đến nay xác định một mình Vi thực hiện hành vi, chưa thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm. Quá trình giữ hai cháu tại căn hộ, Vi vẫn lo ăn uống và không có hành vi sử dụng vũ lực. Ngay sau khi giải cứu thành công, lực lượng công an cũng đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe. Kết quả cho thấy hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Niềm vui vỡ òa, chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, mẹ nạn nhân, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi nhận lại các con. Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu. Bước đầu Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con, do đó Vi muốn đưa hai cháu trên về để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đây là lời khai ban đầu của nghi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin về động cơ gây án của Vi vì cần thời gian xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan. Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các cháu chưa có khả năng xử lý tình huống, chưa tự bảo vệ bản thân. Do đó, gia đình cần hướng dẫn cho các con kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc.
Đặc biệt, khi đưa các cháu đến khu vui chơi giải trí, khu vực công cộng, phụ huynh cần để mắt bảo vệ con em mình và đặc biệt lưu ý khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời can thiệp. Trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an vừa hoàn thiện, cơ quan này đề xuất một số quy định về ngăn chặn hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, chống người thi hành công vụ. Cụ thể, Điều 72 dự thảo luật nêu rõ, khi người tham gia giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, có hành vi chống người thi hành công vụ, lực lượng thi hành nhiệm vụ được quyền thực hiện một số biện pháp. Đầu tiên, lực lượng chức năng giải thích cho người vi phạm biết rõ về hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, có hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, giải thích quyền và trách nhiệm của người vi phạm, thuyết phục, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm, chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát. Khi người vi phạm không chấp hành mệnh lệnh, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật, cán bộ chức năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Cũng theo dự thảo, trường hợp người vi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ, thì người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí cần tùy theo tình huống, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi của người vi phạm. Còn trong trường hợp, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không chấp hành tín hiệu hiệu lệnh dừng phương tiện và bỏ chạy, người thi hành công vụ được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục An ninh điều tra A09 đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án liên quan đến công ty Xuyên Việt Oil. Như vậy, vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan, hiện có 14 bị can, nhiều người trong số này là các cựu quan chức cấp bộ ngành địa phương. Hôm 21 tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, sinh năm 1963, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ, theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự. Theo Bộ Công an, việc khởi tố ông Đỗ Thắng Hải có liên quan đến quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đỗ Thắng Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 bị xác định có những vi phạm khuyết điểm trong tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, lập thẩm định phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do AIC thực hiện. Trước ông Đỗ Thắng Hải, ngày 14 tháng 12 năm 2023, Cục A09 Bộ Công an áp dụng biện pháp tố tụng tương tự đối với bị can Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Mới đây, A09 khởi tố thêm Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân về hành vi đưa hối lộ. Ngoài những cá nhân trên, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, A09 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cựu cán bộ thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh gồm Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương. Bên cạnh đó còn có các bị can Phan Kiến Anh, Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, Đồng Xuân Dũng, lao động tự do. Về phía công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra khởi tố hàng loạt lãnh đạo nhân viên doanh nghiệp này, điển hình như Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc, Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh, hay như bị can Nguyễn Văn Thắng là Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty Xuyên Việt Oil. Theo kết quả điều tra, cơ quan điều tra A09 xác định các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua quản lý sử dụng tài sản công. Các bị can đã không nộp tiền vào tài khoản theo quy định. Họ dùng thủ đoạn gian dối lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt cho mục đích cá nhân gây thất thoát cho nhà nước.